Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn chúng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin kính chào quý cụ công và anh chị em. Hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Chúa Thiên Chúa mời gọi chúng ta phải tỉnh thức để chờ ngày Chúa đến. Bởi như bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói chúng ta không biết ngày đến giờ nào, ngày nào, nên chúng ta cần phải tỉnh thức. Bây giờ trước khi chúng ta cùng nhanh lên, thì đây chúng ta cùng làm phép đến mùa vọng. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta bắt đầu mùa vọng, chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, con việc chuẩn bị đón mừng Ngài vào những cuộc sống và gia đình chúng ta. Những ngọn nến mùa vọng này nhắc nhở chúng ta Đức Giêsu Kitô đã đến chiến thắng bóng tối của tội lỗi và dẫn đưa chúng ta vào ánh sáng vương quốc vinh hiển của Ngài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giáo hội Chúa Thân Hoan trong trường ngày đấng cứu thế nên, Ngài là đấng soi sáng lòng trí chúng con và xua tan bóng tối của mê muội và tội lỗi. Xin đổ tràn mắt chúng Chúa của Chúa xuống trên chúng con, có việc thắp sáng những ngọn nến này. Xin cho ánh sáng của những ngọn nến này và chiếu ánh vinh quang của Đức Kitô đã tặng sống và hiện trị muôn đời. Và đây để chúng ta xứng đáng thành thánh lễ này, chúng ta cùng nhìn nhận với lòng của chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ. Chúng ta xứng đáng chuẩn bị tâm hồn trong chờ ngày Chúa đến. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn thân và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Tôi cài tôi. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria Thank you.
thì luật pháp sẽ ban ra từ Sion và lời Chúa sẽ phát ra từ Jerusalem. Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gương mà rèn lên lấy cầy, lấy giáo rèn lên lấy liền. Nước này không còn tục dưng ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn ca nguyện để chiến đấu nữa. Thank you.
Người chủ quán trọ đuổi ngài đi,
có mấy người được tiếp phúc, được gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, đó là Thánh Giuse, Đức Mẹ, các mục đồng và các nhà đạo sĩ, vì họ đã chăm chú đọc Kinh Thánh và họ tìm hiểu về Đấng Messiah được sinh ra ở đâu và ngôi sao đã được thế nào, và họ đã gặp được Đức Giêsu Kitô. Chỉ có một số ít người gặp gỡ được Ngài, bởi vì họ luôn tỉnh thức, họ sẵn sàng. Đó là khi lần thứ nhất Chúa Giêsu đến là như vậy. Và Chúa Giêsu nói chúng ta trong bài phúc âm ngày hôm nay, ngày Ngài đến trong vinh quang cũng theo một cách thức như vậy. Không ai biết trước được là Ngài đến như thế nào, ngày nào, giờ nào. Nhưng chúng ta biết được rằng chắc chắn là Ngài sẽ đến. Vì chúng ta không biết Chúa Giêsu đến giờ nào trong quang lâm để phán xét kẻ sống cũng như kẻ chết thì chúng ta thường tuyên xưng trong Kinh Thánh. Thế nên Ngài dạy chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng. Chúng ta phải tỉnh thức, có nghĩa là phải sống làm sao để bất cứ giờ nào Chúa đến thì chúng ta cũng sẵn sàng đón tiếp Ngài. Trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu nói rằng ta đến để gõ cửa nhà các con. Nếu các con mở cửa thì ta sẽ đi vào, ta sẽ cùng ăn bữa, dùng bữa với các con, và các con cũng sẽ được dùng bữa với ta. Chúng ta cần tỉnh thức sẵn sàng. Vậy tỉnh thức sẵn sàng là như thế nào? Tỉnh thức như thế nào thì cho tốt? Con nghĩ cách tốt nhất để tỉnh thức là chúng ta sống tốt với giây phút hiện tại. Chúng ta ai cũng có quá khứ, ai cũng có hiện tại, ai cũng có tương lai. Quá khứ là những gì đã qua rồi, tương lai là những gì chưa tới mà chúng ta không có control. Chỉ có giây phút hiện tại để chúng ta sống. Vậy tỉnh thức là sống tốt giây phút hiện tại của chúng ta. Bởi vì quá khứ chúng ta không thay đổi được, tương lai chúng ta cũng không thể nắm trong tay được. Cho nên hãy cố gắng sống tốt những giây phút hiện tại của chúng ta. Nếu mà cố gắng, nếu mà ai cứ cố gắng gặp nhau hoặc là để ý quá khứ hoặc là lo quá cho tương lai thì cũng không thể sống giây phút hiện tại cho toàn vẹn được. Thế nên Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tỉnh thức. Vậy xin chúng ta hãy cố gắng tỉnh thức bằng cách sống tốt giây phút hiện tại. Tỉnh thức là giống sinh giây phút hiện tại, có nghĩa là phải sống mỗi ngày, mọi ngày như là ngày cuối cùng của chúng ta để sống. Với là tuần trước hay là hai tuần trước mình có hỏi các em thiếu nhi anh thầy, nếu bây giờ biết được hai ngày cuối cùng trong cuộc đời thì làm gì, thì có những em bỏ đi xưng tội, có những em thì bảo là cô sẽ mời bạn bè đến để enjoy cuộc sống, có những em thì bảo là nói với mọi người là tôi yêu thương họ. Nhưng bây giờ tại sao chúng ta không có nói lạnh, nói ngay đi? Bởi chúng ta đâu biết được khi nào Chúa đến gọi chúng ta đâu. Sống tốt giây phút hiện tại, có nghĩa là bây giờ hãy nói với những người thân yêu là I love you. Bây giờ là sống tốt dưới răng mến Chúa và yêu người đi, để khi Chúa đến bất cứ lúc nào chúng ta không phải hối hận, chúng đâu không có phải là nước đến chân với chân. Sống tốt giây phút hiện tại có nghĩa là chu toàn bổn phận của mình được Thiên Chúa trao phó cho, có thể là bổn phận trong gia đình, trong cộng đoàn, trong nhóm và trong giáo xứ của chúng ta. Hôm nay ở dưới cộng đoàn chúng ta có hai ông bà, có hai cặp, đó là ông Giuse Lê Cao Dận và bà Maria Vũ Thị Oanh mừng 51 năm hôn phối. Còn ông bà John Bautista Nguyễn Văn Khẩn và Maria Bùi Thị Thư thì mừng 69 năm. Chúng ta tưởng tượng trong 51 năm qua, trong 69 năm qua mà nếu các ông các bà mà không sống tốt trọn vẹn là cái vai trò là người chồng, người vợ, người mẹ, người bà, người cụ, người anh chị em, người thân thiết thì làm sao mà được như bây giờ?
Chú toàn cái bổn phận là người vợ, người chồng. Chú toàn bổn phận Chúa trao cho. Thì các ông bà mới được đến ngày hôm nay để cùng với con cháu mừng 51 năm và mừng 69 năm. Do vậy hôm nay tất cả những người trẻ, đặc biệt là những người mà sống đời sống vợ chồng, có thể chưa được 51 năm, chưa được 69 năm, nhưng hai ông bà này, hai cặp này là cái gương để cho mọi người học hỏi. Có thể vợ chồng nhiều khi trong đời sống vợ chồng cũng gặp những khó khăn, nhưng phải biết nhịn nhục lẫn nhau, phải biết chín bỏ làm người thì biết bền vững được đến như bây giờ. Và nếu mà chỉ có biết nghĩ về mình, cái gì lo cho mình, không lo cho người khác, không chu toàn một phần của mình, thì con nghĩ không lo được, không bao giờ được như vậy. Đó là cách tỉnh thức. Tỉnh thức là chu toàn bổn phận của mình, chu toàn bổn phận hàng ngày của mình, bổn phận Chúa trao cho mình đối với những người xung quanh, với cộng đoàn, với giáo xứ của chúng ta. Khi nói về tỉnh thức, con có nói chuyện với mấy người bạn thì người ta nói rằng ô, bây giờ bóng đá vô cấp 2 giờ đêm dậy lên coi bóng đá thì tỉnh thức lắm. Còn có mấy bà vợ thì nói rằng bỏ là cha ơi, nhà con bóng đá là 2 giờ dậy lên coi, nhưng mà lấy 5-6 giờ vợ gọi đi này không bao giờ dậy, không tỉnh thức được, bởi vì chưa có đặt Chúa vào trong trung tâm của cuộc đời. Nếu mà yêu Chúa bằng yêu bóng đá là sẽ dạy được, là vợ không phải là ngày nào cũng gọi kêu hoài không đi, vợ không phải thắc mắc nữa. Tỉnh thức là đặt Chúa lên trên hết. Tỉnh thức là sống mến Chúa, sống yêu người và chu toàn bổn phận mỗi người chúng ta. Thưa quý vị, quý bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ nhất của vọng. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống tỉnh thức. Hãy cố gắng đừng chần chờ nữa. Bây giờ hãy nói lời yêu thương với những người thân thiết của mình. Mình không biết, có thể biết đâu được hôm nay là ngày cuối cùng của một trong số nào trong tất cả chúng ta thì sao? Đây là năm cuối cùng thì sao? Đây là tháng cuối cùng thì sao? Hãy cố gắng sống mỗi ngày như mọi ngày. Một cơ hội duy nhất để mến Chúa, để yêu người. Thầy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa đã đến để đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng, và luôn biết mến Chúa, yêu người ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, giúp chúng con đừng có chần chừ, hãy sống yêu thương ngay bây giờ, hãy đặt Chúa ở trung tâm cuộc đời, gia đình và giáo xứ chúng con ngay từ ngày hôm nay. Chúa Giêsu xin hãy đến. Bây giờ con mời hai ông bà xuống bên trên này. Chúa vì nhờ ơn Chúa con đã nhận mà
trong suốt cuộc sống của chúng con khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, chúng con lại xin Chúa phù trợ để chúng con luôn trung thành, yêu thương nhau, hầu trở nên những nhân chứng của giáo giao ước mà Chúa đã ký kết với loài người. Xin Chúa gìn giữ các ông bà mọi ngày trong quốc vụ trong suốt cuộc đời. Xin Ngài an ủi ông bà lúc gian nan, phù giúp ông bà khi thịnh vượng và cho nhà ông bà được tràn đầy phục hạnh của Ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin gia tăng và thánh hóa tình yêu của các tôi tới chỗ này để những người đã trao cho nhau những chiếc nhẫn mà các ông bà đang đeo làm dấu chỉ lòng trung thủy cũng được vươn thăng tiến trong ân sủng của bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta cho các ông bà một tràng pháo tay. Chúc mừng các ông bà. Chúng ta cầu xin Chúa.
thần tỉnh thức, sẵn sàng bằng việc siêng năng tham dự thánh lễ, tận nhận các bí tích và tiếp tục làm việc bác ái. Chúng ta cầu xin Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa.
đây cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các vị thần và quản thần, cùng toàn thể đạo huynh thiên phương, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa Ngài. No.
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng biết tinh thánh thề để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế, biết nên yêu mà gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho biết tinh chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàn ân sủng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con có một vài thông báo. Tối ngày mai và tối ngày kia chúng ta sẽ có tinh thần cho giáo xứ. Đoàn Việt Nam chúng ta sẽ có tinh thần tại đây cho cha Hưng Phạm đọc tên sẽ giảng thuyết cho chúng ta. Chúng ta bắt đầu lễ Việt Nam, chúng ta cũng có thánh lễ Việt Nam đến trường lúc 5:30 và chương trình tinh thần bắt đầu từ lúc 7 giờ tối. Xin mời tất cả quý cụ ông bà anh chị em 7 giờ tối mai, 7 giờ tối ngày kia sẽ đi xin đi để tinh thần để chuẩn bị tâm hồn để đón những ngày lễ trọng đại sắp tới. Và được thánh tượng Đức Mẹ Fatima sẽ đến giáo xứ của chúng ta ngày từ sáng ngày mùng 1, 8 từ sáng ngày mùng 1 cho đến trưa ngày 2 thứ 6 tại trong nhà thờ này. Xin mời quý cụ ông bà đến cầu nguyện với tượng Đức Mẹ Fatima. Và quý vị đi ra ngoài nhà thờ thì thấy một cái cây thông Giáng sinh, trên đó thì có những cái thông tin về ban phát án của giáo xứ đang cố gắng kiếm mấy trong cái gift card để cho những cái gia đình nghèo, cho những cái em bé nghèo trong khu vực Santana này, để cho người ta có một phần quà nhân dịp lễ Giáng sinh. Trên cái cây Giáng sinh này thì có những cái thông tin, chẳng hạn gift card, mấy gift card là 25 đồng thôi. Nếu mà quý cùng các bạn có thể giúp được thì xin giúp cho để cho các người nghèo, những em bé nghèo có một phần quà trong dịp Giáng sinh sắp tới. Cái lễ sáng này là tối qua con thấy lắm người bảo con gửi tiền để mua thầy Khiết, cái này con hôm qua người ta cho được 31 phiếu thì sáng ngày con đưa lại cho ban bác gái của giáo xứ rồi, thì ban bác gái của giáo xứ sẽ dùng cái quà đó để trao tặng lại cho những gia đình nghèo. Và trên đường về xin mời mọi người lấy một tờ nhập thông của giáo xứ như quả cộng đồng để chúng ta biết thêm những thông tin về giáo xứ cũng như cộng đoàn. Và nhớ con xin mời mọi người sáng thứ bảy tuần tới chúng ta có thánh lễ tại linh đài Đức Mẹ Long An, bắt đầu lúc 8:30 và sau đó Đức Trang Thành sẽ dâng thánh lễ và xin mọi người tham dự. Trên đường về con xin mọi người ủng hộ chợ nhỏ, nếu mà không có bán hết thì nó thành chợ lớn là chúng con với cha bạn này có thể ăn đầy quá. Con xin cảm ơn tất cả các cụ ông bà và anh chị em. Một lần nữa chúc mừng hai ông bà Cần và Thư và ông bà Dần và ông bà Oanh. Chúc mừng ông bà, chúng ta cho ông bà một tràng pháo tay. Xin cảm ơn tất cả các đoàn hội đã ủng hộ và cảm ơn quý vị ông bà đã đến thân lấy những con đã ở Chúa. Cảm ơn Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành.
cha quyền tặng bố mẹ, cha đã làm phép, con đứng cha đã làm phép tặng đặc biệt cho bố mẹ mừng 69 năm ngày thành hôn của cha Anton Trương Quyền tặng cho bố mẹ. Kêu cảm ơn cha nhiều. Cảm ơn cha. Đây là cha phó của giáo xứ này, của nhà thờ Chánh Tòa. Tức là cha phó Trương Quyền. Cảm ơn cha nhiều. Rồi cha làm phép rồi. Anh Cường là đại diện cho các em kính chúc bố mẹ 69 năm thành hôn luôn luôn lúc nào cũng được bình an, vui vẻ và mọi sự đều phó thác trong tay Chúa. Hết. Anh Đọc ơi, tôi vợ chồng tôi hôm nay là lễ cưới thành hôn được 69 năm tại nhà xứ Tương Nam năm 1953 do cha chủ tế là Phạm Quang Đoan, là ngài đã làm phép cưới cho chúng tôi tại giáo xứ Tương Nam. Và hôm nay là ngày lễ 69 năm, xin gửi đến đồng hương của quê nhà, xin cha và tất cả mọi người cầu nguyện cho chúng tôi nếu mà có sức khỏe sang năm là 70 năm, có thể nếu khỏe thì sẽ về. Cha có nói hôm rồi bữa rồi có gọi phone cho tôi nói là mời về. Rồi bây giờ thôi phải cảm ơn nhé, tại đây là tại nhà thờ Kiếng, nhà thờ Chúa Kitô Thánh Tòa của giáo phận Orange. Cảm ơn.